Chúng ta mua chuột không? Chuột mới bắt u nu ngon lắm. Dạ. Biệt đội bắt chuột đi phải không? Dạ. Được rồi, từ đây chú Tám cần hết cho. Bên con Hạnh. Còn anh chứ còn ai? Anh coi tụi nhỏ nó giỏi chưa? Con về con miết má nè. Bên bên. Anh không sao, anh đi với Bình đi. Nè, uống đi. Mày đó, vô nhỏ con, vô nè. Má ơi. Bình, đến với. Má. Gì đó? Gì vậy? Con thấy ông Tư Thành. Trời đất, sao mày kêu tên ổng? Ổng nghe được con quýt mà chết à? Con thấy ổng với bà hủ tiếu lầu xịt quắt cần câu luôn ở đằng quán của chú Tám Hè á. Bà hủ tiếu còn lượng má ổng nữa chứ. Dạ em chào cô. Trời lá đẹp quá ha. Ủa mấy đứa? Má nói đã tới lúc con phải đi qua khúc sông khác rồi. Ủa đi thiệt hả? Thiệt. Vậy là mấy em đi hết hả? Dạ. Dạ chào cô giáo. Dạ chào anh. Cô chỉ cô giáo món quà sắp đi bằng ăn sang. Tôi buồn hổn rầy, tôi chưa qua cảm ơn cô giáo được. Tôi có món quà gửi cô giáo. Dạ thôi, anh cứ giữ cho tụi nhỏ, cho tụi nó ăn. Cô giáo nhận, cho tụi tôi vui. Cô không nhận, tụi ấy đáng thương tâm lắm. Dạ. Cảm ơn cô giáo. Vậy là ý như là lời ông ngoại của anh Nghĩa Hiệp nói, mấy bạn sống ở dưới ghe cực hơn tụi em nhiều, không có được ổn định chỗ ăn chỗ học. Các bạn nhiều khi chỉ ao ước được như em thôi đó Nhân. Nhân nè, cô biết là em có chuyện gì đó cho nên em mới nghỉ học. Và em không học bài. Cô thấy em cũng không tham gia các hoạt động của nhóm nữa. Cô muốn em kể cho cô nghe, bởi vì cô không muốn học trò của cô lại trở nên sống cách biệt như vậy. Nghe Nhân. Dạ. Em xin lỗi cô. Tại em hết đó cô. Mình đi về đi, đứng đây canh chi? Tụi mình ở đây canh giùm Bình đi.
đừng cho bà Hủ Tiếu nựng má chú Tư nữa. Thôi, mình về đi, vụ này mình canh không nổi đâu. Đi. Ừ, đi. Em ơi, mai sao nhỏ vậy ôi, để luôn mình với em. Em ơi, lửa tắt bình khô gù, đời vẫn em rồi, sai với ai? Táo ơi, gù Táo ơi, Táo ơi. Dơi. Có liền, có liền. Nói gì chứ rượu có liền. Làm liền Táo mày ơi. Rồi, làm liền. Thấy ngon không? Nước ngon không? Dạ ơi, dẫn luôn nè. Đi mà không chờ mình luôn á. Vậy giờ em tính sao? Cái gì? Đổi quán hả? Ở đây mời con bé quá, đổi gì? Ok, đổi, đổi. Đổi quán Tiếu ơi. Đi, đi. Trời ơi, nặng quá. Dạ, con chào sư. Dạ, con chào sư. Con chào sư. Chào con. Mấy đứa con ăn bánh đi. Dạ. Mua quà cho chùa chi mà nhiều vậy, để dành tiền đi học. Dạ, tụi con chỉ mua gạo với muối thôi à. Đó, mấy đứa con thấy không? Dạ. Hồi xưa ông bà này bệnh lắm đó, nhờ luyện tập giờ mới có thể đi đứng được đó. Các con ăn bánh đi. Hỡi cô em má đỏ hồng hồng, phải chi em đừng mắc cỡ. Nếu em đừng mắc cỡ thì anh bồng anh hô. Sao rồi, tỉnh rồi hả? Anh Tư Thạnh đâu rồi? Anh Tư Thạnh đâu rồi? Không có Tư Thạnh mà có anh cha Tám Hè này được không? Đồ dê xong. Chị tới rồi hả? Dạ, em chào anh chị. Đây nè chị. Dạ, đứng lên đi cô dâu. Rồi, dài 40. Em 60. Em 85. Chị đưa tay nha. Kích 82. Thank you.
Hưng ơi, có ai không? 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 Có ai không? Hưng ơi, ba ơi, cứu con, ba ơi, anh Hưng Sơn, dạ. Cứu em ơi, anh Hưng Sơn, dạ. Cứu em, anh Hưng Sơn, dạ. Cứu em, anh Hưng Sơn, dạ. Anh Hưng Sơn. Anh nè. Anh chào em nè. Yeah. Dạ. Thấy ông ngoại thì con nên đi đi. Con đi đâu ngoại? Con đọc thơ đi. Mùa này dì không thuê thêm người, cốt là muốn nhờ con tới giúp. Giúp dì chuyện bè cá không phải là chuyện chính. Dì muốn con tới ở một thời gian. Điều này tùy thuộc vào con thôi, dì không có ý bắt buộc đâu. Nghĩa à, nếu con sắp xếp được, dì mừng lắm. Dì nhờ. Anh Nghĩa ơi, cu cu, anh ở đây. Chóng mặt quá Nhân ơi. Sao bị chóng mặt? Nãy giờ ông đẩy tôi gần cả chục vòng rồi đó. Quên, tại tôi hơi suy nghĩ dữ quá. Ủa, mà suy nghĩ về cái gì? Suy nghĩ về nước Mỹ. Không dám đâu. Hôm nay ông qua nhà tôi hoài. Cho tôi qua nhà ông chơi đi, chứ tôi về nhà tôi buồn lắm. Ủa, mà mấy người kia đâu? Quá, wow, nhiều quay cam chưa? Wow. Sao bữa nay anh làm nhiều diều dữ vậy? Anh không có kỷ niệm. Để làm gì? Để nhớ.
Bữa nay anh nghĩ cải lương dễ sợ ta. Anh Nghĩa Hiệp ơi, anh Nghĩa Hiệp, anh Nghĩa Hiệp, con diều của em không bay được. Đến coi coi. Bay được rồi, bay. Sao cái chân của anh này đỡ chưa? Chân tôi nay đỡ nhiều lắm rồi. Hôm nay tôi có chút tiền gửi anh, đây là tấm lòng của bà con. Cảm ơn anh đã trị bệnh cho tụi tôi, rồi cho ăn uống tá túc. Xin anh nhận cho bà con được vui. Đây là tấm lòng thành, mong anh nhận lấy thảo. Ba tôi hồi xưa, lúc ông còn sống, có một cái tâm nguyện rất lớn là làm sao giúp đỡ cho bà con càng nhiều càng tốt. Ông nói người Việt Nam mình chết trên hàng đống cây cỏ trong vườn nhà. Ý ông nói cây cỏ trong vườn nhà mình có những loại dược liệu rất tốt, trị bệnh rất hay. Nhưng người Việt Nam mình không biết. Do cái tâm nguyện của ba tôi và do những cây cỏ chỉ trồng ở trong vườn thôi, không có hao tốn gì cả, thành ra tôi không thể nhận cái này nữa. Tôi thay mặt bà con gửi anh số tiền này, coi như là tiền anh lo cơm nước. Đây là chút lòng thành của bà con đóng góp, mong anh nhận cho. Với tấm lòng của anh Năm và của bà con anh chị em, tôi cảm động lắm. Anh cầm dùm cái này về, trao lại cho bà con anh em, dùng cái tiền này để đi xe, đi tàu về nhà. Dạ. Cảm ơn cô. Chú ơi, chú ngồi dậy uống thuốc đi. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Mưa nè. Mưa cái mát dễ sợ ta. Má. Ừ? Mấy bữa nay con làm việc tốt đó. Ai tin mày? Con nói thiệt mà. Hôm bữa con phụ mấy bạn lụm rác dưới sông đem đi đốt đó. Không tin. Rác ở nhà mày còn không quét mà mày đi hốt rác của người ta mày đốt. Hả? Mày nói với anh là ly mà. Con ly một, tụi nó đồn con ly mười mà. Má phải hiểu cho tình cảnh éo le của con chứ. Ý, còn thiếu anh Song Sanh, anh Nghĩa Hiệp, Bình nữa. Thôi, Bình còn nhỏ, ưu tiên nó đi. Ừ, vậy mình bắt đầu thôi ha. À, đó nè. Hả, bắt được rồi hả Thi? Bắt chưa được, mới té à. Trời ơi. Vậy hả? Hả hả, ai đó? Ê, tụi tôi nè, tụi tôi nè. Nhớ tụi tôi. Bác Ly nè, Dũng nè, Dũng nè. Hòa nè, Hòa nè, nhớ tụi tôi không? Dũng đó nè. Ủa, sao biết tụi tôi ở đây? À, trời vừa hết mưa, tụi tôi ra đây bắt ít nhái nè. Đó, chắc là vô tình thôi à. Sao vậy trời, chỗ này không có quýt lộ mà nha. Trời ơi,
Ê, nó kìa, nó kìa. Đâu. Ê, dính rồi. Dính rồi. Bên kia nó kìa. Con kìa. Lên. Ê, nó nè. Ê, bên đây cũng có nữa nè. Nè, bên đây cũng có nữa nè. Đó. Chơi. Dính rồi. Ủa, mà nó chạy đâu rồi? Trời ơi, quá trời luôn à. Ừ, nhiều quá trời luôn. Được à. Trời ơi, sao hồi hôm đi bắt ếch không của em gì hết vậy? Em muốn đi bắt ếch. À, thôi, nghĩ đi nghĩ lại á, thấy không cho em với anh Song Xanh đi là tốt nhất. Đúng rồi. Ý em là sao? Nè Bình, anh để đó đi, em đang mắc chùm lửa mà. Anh thích đi bắt ếch hơn là mừng ếch vậy? Đúng rồi đó, phân chia nhiệm vụ không có theo sở thích gì hết trơn. Chị da càm ràm luôn nha. Nhiều quá ha, không biết được nhiều ha. Ừ. Dạ. Đây. Dạ. Nhiều quá. Rồi. Mai mốt có đem lại cho gì nữa. Ê, nhóm tụi mình làm ăn khá quá ha. Ừ. Đương nhiên. Ê, dạ. Chơi game không? Chứ. Không có game ghét gì hết á. Ủa, vậy chứ tiền nó để làm cái gì? Đó, mai mốt shop mình sẽ có cây cầu vậy nè. Trời, sao mà đẹp vậy được? Sao lại không được? Nhờ tiền bán cóc bé ếch của tụi mình đó. Trời ơi, mà làm như đó nhiều dữ lắm vậy? Chứ đủ chơi game ngại à. Nè, con đại diện con Thí đi. Dạ. Thí vô đây. Ông bà cảm ơn tụi con. Dù ít hay nhiều, mình chung tay góp sức thì một ngày nào đó sớm mình cũng sẽ có một cây cầu đẹp y như vậy đó. Dạ. Tư Thảnh, chịu may rồi hen. Ủa? Ủa, chú Bảy? Tôi... Dạ, cái này á là dành cho tôi... cô dâu để cài tóc. Ủa, có gì không chú Bảy? Tôi...
Tư Thành, không chạy hôm bữa đâu. Vậy gì? Tôi nói tôi không lấy, ai biểu chú để lại làm chi? Thì không thích thì dục bỏ, mắc gì cho người dân. Bỏ uổng, cho người ta tốt hơn. Ủa, Bảy đâu ạ? Bảy, rủ mày đi nhậu. Dạ. Cái gì trời? Dạ để con. Dạ. Ủa, mà sao ông thấy anh Nghĩa Hiệp ở đâu vậy? Ừ, đúng rồi. Chắc là ảnh mắc đi đưa đò đó. Chắc vậy. Song Xanh à, đứng lên đi, để dì rửa cho. Đứng lên. Đứng lên. Anh Song Xanh, em gửi má anh ăn Lý Thảo. Bên. Cảm ơn em nha. Mang về cho cuốn ăn nè. Em cảm ơn chị. Mai má. Gì đó con? Ê Bay ơi Bay, cô Thắm nó đẻ rồi. À, sao chị Sáu nói sao nói lại tôi nghe. Thằng Tuấn còn gửi Bay nó điện về, nó nói là con Thắm mới đẻ, đẻ một đứa bé gái 3kg 6 đã lắm. Thiệt hả chị Sáu? Đi má. Đi con, đẻ lên. Alo Thắm, má nè, con sao rồi? Kể cho má nghe coi, để hồi nào, bây giờ con đang ở đâu, Tuấn nó có ở đó không, rồi con có nhét bông gòn vô lỗ tai không, con có mang chới chân không, rồi có ai làm thang cho con nằm không? Trời ơi, hỏi gì mà hỏi dữ vậy, để con nhỏ còn kịp trả lời nữa chứ. Em bé mẹ không sao đâu. Ít bữa nữa con ẩm gì thăm má ha. Ừ, à, má biết rồi. Anh Nhân. Ủa, anh đi đâu vậy? Đi chơi. Ai rảnh mà chơi với anh? Ủa, anh qua nhà Khang chơi mà. Ủa anh, hả? Tối nay anh đi gác nữa hả? À, cơm chín cho em, anh đói bụng quá. Chút xíu nữa. Mà anh, em có chuyện muốn hỏi anh nè. Em muốn hỏi là cái vụ đó thiệt không? Vụ gì em? Thì cái vụ cưới em đó. Đừng có nói là không chịu nha, đồ cưới mà hết rồi đó. Anh nhắc tới đồ cưới em mới nhớ. Bữa nay lúc em đang mặc áo dài cưới trên người á, cái chú Bảy Ri nhào vô. Chú Bảy Ri kêu là Tư Thạnh. Cái em quay lại thấy mặt chú Bảy đỏ gay à. À, hay là ông thấy em đẹp quá? Không phải, ý em muốn hỏi là anh có nhớ cái vụ mà
thằng Nhân nó nói cút giải ở đâu ra không? Ờ, bữa đó tôi lo đút mật ong cho em, đâu có để ý. Ừ, mà sao em thấy lo lo? Em nói gì? Lỡ không suôn sẻ thì sao? Dù trời có sập xuống, tôi cũng cưới em. Lo cái gì mà lo? Chỗ này đau quá hả? Mà ngày nào cũng ngồi trên này chắc khang chén lắm hả? Chừng nào khang mới đi đứng lại được? Ông thầy nói chỉ cần kiên trì, chăm cú và luyện tập. Nhưng mà mấy hôm nay má tôi đi làm hoài, tôi không có tập được. Vậy còn Bình đâu? Đâu phải lúc nào Bình cũng rảnh đâu. Thế là tôi tập cho Khang nha. Thiệt hả? Thiệt, tôi nói thiệt. Ngày nào tôi cũng sẽ qua tập cho ông ha. Thiệt hen. Ừ, hay là bây giờ mình tập bữa đầu tiên luôn đi. Ừ. Bây giờ mình gắng tập đi, để cho Khang mau biết đi lại ha. Sao bữa nay anh Nhân, anh tốt dữ vậy trời? Em thấy Hòa, Hùng, Dũng hết quậy hết lì rồi. Mà anh Nghĩa á, mấy bữa nay không thấy ảnh đâu hết á. Ừ. Ừ, hộp luôn bữa chụp ếch, hộp luôn bữa ăn cháo nữa. Hứ, còn hộp luôn có bữa rửa chén nữa chứ. Bữa đó anh rửa không à, em có rửa hồi nào đâu. Hứ, em có rửa à nha. Trời đất ơi, bà ngủ không à? Không lẽ mình rửa chén trong giấc mơ sao ta? Anh Sung Xanh, chị Thắm để em bé có đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp bằng cốm không? Đẹp hơn luôn á. Trời ơi, bữa nay bà đặt xạo nữa. Anh có nhìn thấy em bé đâu? Ủa? Ủa ba, ông ba. Ông ba. Con xuống ông ba đưa đi học. Dạ. Đi. Dạ, mấy đứa ríu rít cho bà chim non vậy ha. Dạ. Ở đây có con chim già nè ông ba. Ai? Dạ, anh Nhân Trương Phi. Anh Nghĩa đâu rồi ông ba? Ờ, Nghĩa nó về ở với má nó rồi. Đi nhàn. Nghĩa có gửi cho mấy con mỗi đứa món quà. Tội nghiệp nó cặm cụi làm suốt cả ngày đó nha. Wow. Ảnh tự tay làm luôn, đẹp dễ sợ á. Sao ảnh làm được hay vậy trời? Ảnh khéo tay mà. Không biết sao mà ảnh không nói gì với mình hết vậy. Hay, ảnh sợ tụi mình đòi đi theo. Hèn chi, hôm trước ảnh còn làm cho mỗi đứa một con diều nữa. Ủa, vậy tất cả là quà chia tay hả? Ừ. Dạ, chừng nào ảnh về? Con vô rửa mặt đi rồi ăn cơm. Đi đường xa chắc đói bụng dữ ha. Yeah. Ờ, có cái khăn gì mua sẵn cho con đó. Vậy nha.
Nghĩa à, con mắm cá linh kho với bông súng nghe. Ở đây xa nhà với đồ ăn y chang à. Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thùng nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi. Mở quán nhậu, hết chưa sai sẽ quất câu à. Tôi bừng tình quá mà. Này bộ mày thất tình hả tám hè? Nước dưới sông lừng đừng, mây đưa gió lờ đờ. Tư duyên đã buộc sờ sờ, qua đây bầu đó còn chờ đâu xa. Mày đây bầu nào với mày tắm hè? Bầu bán hủ tiếu. Hủ tiếu? Hủ tiếu thì tôi bệnh. Nhân, bài dở học gì chưa mà ngủ rồi? Mới đây ngủ rồi. Cố lên nghe. Ây da. Ba. Ây da. Đau quá. Ây da. Mình nghỉ chút mà. Nhân, biết tôi mới gì không? Tôi ước mơ đi được và được đến trường. Còn gì nữa không? Không, đó là hai ước mơ mà chắc sẽ không bao giờ thành sự thật. Mở cửa lẹ lên. Có chuyện gì vậy Nhân? Mở cửa. Ai? Ai đó? Tôi hỏi là ai vậy? Cửa lẹ lên. Ma. Không phải ma đâu. Không phải ma. Ai đó? Mở cửa! Mở cửa ra cái coi! Không mở phải không? Không mở tôi đập sạch cửa ghét chịu à nghe! Nhưng... kiếm vũ khí! Mở cửa! Kiếm vũ khí không? Mở cửa! Mở! Mở ra! Mở ra! Chừng nào bỏng xong vô mà, còn với cô nhà vô luôn nha. Mở cửa. Mở.
Mở cửa ra, tôi chỉ muốn hỏi chuyện cái khúc dài. Tại sao? Tại sao cái khúc dài tôi mua cho Tư Thịnh mà nó lại nằm ở chỗ này? Trả khúc dài lại cho tôi. Trả lại đây. Trả khúc dài tình yêu lại cho tôi. Trả lại đây. Trả lại đây. Mọi chuyện không suôn sẻ thì thôi. Chắc là ông đi rồi.